嘟嘟嘟，妈咪下嘟嘟嘟，妈咪下嘟嘟，妈咪。xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món nem lụi áp chảo. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu để làm gồm có 200g giò sống, 200g thịt nạc xay, tỏi ớt xay, thính. Một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, lá quế khô, tỏi ớt xay. Hai muỗng canh thính gạo. Chúng ta trộn đều tất cả lên. Sau đó thêm vào hai muỗng canh bột bắp. Dầu ớt. Chúng ta trộn cho thịt ngấm gia vị, sau đó cho vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 40 phút. Thịt sau khi lấy từ tủ lạnh ra hơi dẻo, chúng ta bọc quanh cọng sả. Chúng ta cho dầu vào chảo, khi dầu nóng thì chúng ta chiên chả. Trở đều trong lúc chiên.
Chúng ta chiên cho đến khi nem vàng đều là được. Nem lụi chúng ta dùng cùng với rau sống, có thể chấm mắm chua ngọt hoặc là mắm nêm đều ngon. Chúc tất cả mọi người làm món nem lụi áp chảo thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.